Rồi chào mọi người nhé. Hôm nay mình lại đi câu cá giói đây. Đây mình đang vừa buộc lòng gà vào lưỡi câu xong rồi. Bây giờ mình đưa ra để thả dụ cá vào nhé. Buộc lưỡi câu rồi. Đây bè câu, bè cá ngoài sông Thái Bình nhé. Chỗ này thì cá nó nhìn thấy mình không được, hay phải chuyển chỗ khác. Mình đi câu chỗ này nhưng mà dưới nó không có cái gì, dưới nó không có miếng chắn, nó ra chỗ lần trước câu nó có miếng chắn thì cá nó không nhìn thấy người, dễ bắt hơn, nó không sợ. Đây xong mình để luôn cái máy quay này xuống để quay cận cảnh, còn lấy điện thoại để quay từ xa. Lần trước đi câu thì rơi mất cái điện thoại. Đây xem thiết kế chỗ nào đây. Để quay cho nhìn thấy được không? Nó để đây. Đây. Giờ mình dừng máy đi, đây, để máy đây. Đấy, để nó muốn nó buộc đây. Giờ mình để điện thoại đây để mình quay cá nó ăn nhé. Chui chỗ này vướng cái lưới đó, chỗ này ở đây lại vướng cái lưới. Đặt cái này ra. Hình như cá đã đến rồi đấy, cá bắt đầu đến rồi đấy. Ừ, đứng 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 xa đi em ạ, đứng xa nhìn luôn, không luôn đứng côn đó. Bắt đầu đã thấy đến rồi đấy. Này lưỡi buộc luôn cho theo lòng. Ừ.
ăn dính rồi nha. Chỗ này nó hơi vướng.
Rồi chào mọi người nhé, hôm nay mình lại đi câu cá giói đây. Đây mình đang vừa buộc lòng gà vào lưỡi câu xong rồi. Bây giờ mình đưa ra để thả dụ cá vào nhé. Buộc lưỡi câu rồi. Đây bè câu, bè cá ngoài sông Thái Bình nhé. Chỗ này thì cá nó nhìn thấy mình không được, hay phải chuyển chỗ khác. Mình đi câu chỗ này nhưng mà dưới nó không có cái gì, dưới nó không có miếng chắn, nó ra chỗ lần trước câu nó có miếng chắn thì cá nó không nhìn thấy người, dễ bắt hơn, nó không sợ. Đây xong mình để luôn cái máy quay này xuống để quay cận cảnh, còn lấy điện thoại để quay từ xa. Lần trước đi câu thì rơi mất cái điện thoại. Đây xem thiết kế chỗ nào đây. Để quay cho nhìn thấy được không? Nó để đây. Đây. Giờ mình dừng máy đi, đây, để máy đây. Đấy, để nó muốn nó buộc đây. Giờ mình để điện thoại đây để mình quay cá nó ăn nhé. Chỗ này vướng cái lưới đó. Chỗ này ở đây lại vướng cái lưới. Đặt cái này xem. Như cá đã đến rồi đấy, cá bắt đầu đến rồi đấy. Ừ, đứng xa thôi em ạ, đứng xa nhìn nó không nó đứng côn á. Bắt đầu đã thấy đến rồi đấy. Để lưỡi buộc luôn theo lòng. Ừ. Thank you.
dính rồi nha. Đi sớm, ông cho ăn cám sớm, cậu thầy chủ. Đó. Ông ấy tầm 6 giờ cậu cho ăn rồi. Đó. Làm sao đi sớm sớm thì? Tầm 6 giờ,
Ừ, lúc đấy mát dễ ăn. Cho cá ăn tám. Tắm đẹp nhỉ. Tắm bèo về. Vạch tắm bèo dưới kia ra tắm nữa. Chỗ nào em? Đâu ổ vạch cái đoạn dưới tầm dưới nữa này. Ừ. Trên này nó còn đang lẩn quẩn lên trên, nó chưa xuống ổ. Ừ. Tầm này nó ngoái tan mạnh lắm rồi, nó không có gì. Ừ. Nó hay cá ria nhỉ. Năm ngoái em ông về ông không câu, ông tầm ngang ngang tuổi em, hai thằng đánh một buổi chiều đây vẫy ba cái cần. Đúng rồi, toàn năm đó toàn hàng khủng ấy. Ông con trai ông chủ đồng ngủ trong nhà một cần nó gãy như bóng điện, ừ. Bóng điện nó giật mình chạy ra xem cái gì đi, giật ở góc này. Ừ. Ngoái toàn đầu này mình đầu mình kia. Công nhận năm ngoái toàn hàng khủng, toàn trên 10 cân thôi em ạ. Ừ, năm nay không. Ngoái cá đâu nó về nhiều nhỉ? Ừ. Hay cá ở trên nước, nó lại nước phía trên thượng nguồn nó về. Ở đây có ai dính chấm đen không em? Kia ông kia. Ừ, chấm đen toàn chục cân thôi. Đen lên. Đen lên nhỏ, em chưa bắt được con đen. Thì khu bên kia chỉnh chọn con. Ừ. Tầm chép chép đấy nhỉ, tầm khá đấy, tầm đang chép chắc rồi một năm. Đây còn câu lục còn dính măng rồi. Ừ. À thỉnh thoảng bắt được con măng à? Ừ. Măng này còn to, khoảng 8-9-10 cân. Ui dồi. Thấy nhiều người bắt được rồi đấy à? Măng đầu năm thì ừ, măng là thủy điện nó xả về đấy, khả năng ở trên thủy điện nó về. Ở đây vẫn mấy con, nó thỉnh thoảng hôm nay không có gì. Nhưng mỗi hôm tầm này thỉnh thoảng lên đuổi các con rẽ nước có nước cứ bùng bụng. Ở ngoài giữa sông ấy à? Đây này, toàn cái khe này đuổi cái khe, hai khe lồng. À nó chạy chạy trong khe lồng à? Đâu chạy thẳng ngoài, ừ. Ngoài lồng. Mấy ông kia còn phía sau còn sắm mùi giá đi không lăng gì. Cầm cần được, ôm cần được đấy. Nhiều khi rất nhẹ anh đóng vẫn cá khủng mà. Hôm em đánh ở sau thuyền cũng thế. Cứ nhanh nhẹ 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 bực thuyền lên thay cái lưới rồi mới đánh đi. Cái tứ sáu. À lục, cái lục sáu. Ừ. Sáu, tám, ra cả phát đúng bảy đồ rồi. Đúng rồi. Như các con. Nó chỉ vì nó đi khôn lắm, bây giờ nó đi khéo, nó không đi đè mấy đâu. Bảy đồ rồi đến thả ú xong 30 phút đè đi, liên tục toàn đè mạnh, không biết cái gì, gặp. Ừ. Cũng có thể bọn nó đi trên nhỉ. Em đánh vuốt cá lắm. Ừ. Em đánh con này em đánh nhưng còn nhiều lúc em không dám giật hai tay. Ừ. Trước thời gian đánh em đánh linh 10 không thời gian đánh cứ giật chúng vào lỗ hàng khủng ấy, không dám đánh hai tay. Bây giờ đánh có đánh hai tay kiểu trước có quen tay. Ừ. Nhất em đánh hồ thì em hay giật. Ừ. Đóng căng. Đánh đóng căng quen tay rồi về. Đánh hồ giờ một tay, hai tay là lỗ. Ừ. Trước năm ngoái lỗ cần mình dòng nó lâu chưa mà nổ? Cứ đóng phát lỗ, đóng cái chạy cứng cước lỗ luôn. Mình khóa chết máy à? Không vẫn cho chạy? Vấn đề nó chạy nhưng giật sốc quá. Ừ. Vừa mình giật xong đóng cái và kiểu cựng như đóng hồ lưới, đóng bật bao tải. Ừ. Như đóng một khu gỗ. Trông nhiều to lắm, có bắt được không? Càng to bắt càng khó.
trước ba cái hàng trên kia này. Câu ngâm này. Ngâm câu dù, dù to như là cái dù rút bao. Xong ông câu cái cục dính con cá. Dòng dòng hơn tiếng đồng hồ. Lại gọi ông khác ra dòng hộ. Thì ông kia ông ra ông luồn cần đấy bốn hàng lồng. Luồn ra. Ông luồn bốn hàng lồng ra ngoài giữa sông dòng. Mà xong dòng cuối cùng cá nó mệt nó lằm không lôi có lên. Thế sau cắt đi. Máy dây nó nóng quá thì cắt đi. Không bắt được. Không bắt. Cái lồng cạnh lồng phơ ở các biển. Những năm trước thì nổ mới, cần mới nổ cần mới đứt trục nhiều lắm. Năm nay chưa to. Người to chỉ bắt 3-4 cân to lắm. Đúng rồi. Hôm đó ông già già lồng dưới kia bắt được con 8 cân chép. Ông Dũng nhỉ? Lồng mới mở màu tím tím. Lồng Dũng, lồng em thì toàn câu suốt. Em hay xuống đấy. Em hay xuống đấy à? Lồng ấy có mỗi 2 ông đấy, người em với một ông nữa câu. Hai ông già già đúng không? Hai ông đấy chứ bảo có họ. Vâng, hai ông anh em, cái anh em gọi là kiểu như là ông kia ông lấy em gái ông này. Hai ông ấy hay đi lắm, cái đợt ông được con 8 cân đấy ông đi suốt. Bây giờ cũng ngồi suốt, ngày nào cũng xuống. Đúng rồi. Lồng lồng mới. Lồng đấy trước mới mua lại của ai nhỉ? Lồng đấy xuống câu tôm, biết câu tôm câu được. Nhiều tôm à? Nhiều tôm. Nó bắt con đánh lục đấy. Đi cùng với em bắt được con, em bắt được con. Còn 3-4 nạng. Mấy nạng, đúng rồi, có con nửa cân. Tôm càng xanh to. Bọn đây nó kéo kinh nguyên cá, đè phao một kinh nguyên cá. Đúng rồi. Nó ăn mồi luôn. Em câu đơn hay nục? Nục đi. Nục em đánh được. Vâng, đánh xiên đúng một cái mác ở trên đầu, cái mũi nhọn nhọn xiên một tí. Đúng là phải phần cứng cứng đấy. Đấy, này, này khó đấm đấy. Trước dưới đấy em cái thời dưới đợt thay câu của cái lồng nhà ông gì trước ông cho chưa cho câu gì vụ ông Tuấn. Ông Tuấn. Vâng. Lồng đấy hay chạm cá to à nhỉ? Cái gì trước đợt vừa rồi nó có vài con thôi. Trước cái lồng ấy cũng có thoi câu đâu. Bữa em mấy thằng vẫn xuống được dưới câu. Thấy giật. Ui giời. Mấy ai nó vừa vải. Có vải. Có vải. Phải các con nhưng mà con to đi qua bố rồi. Em công nhận không? Quả đè díu. Quả đè đè hết phao nhỉ? Từ sáng em đè toàn mất phao. Không, quả đè đẹp đấy. Nhưng bọn cá con nhiều. Không, như thế là được ấy. Cứ giật thôi, cứ đẹp là giật thôi. Nhưng bây giờ mình bỏ thì này mình mất cơ hội. Đúng không? Sáng sớm đến này, sáng anh đi sớm được. Anh ngồi buông cần một phụ anh câu. Ổ này thì có mỗi ông, sáng sớm nó hay ăn. Có mỗi ông, ổ này thì sau này thì ông già già. Ông quen, ông không phải ông quen, ông câu ở đây gọi là quá già đời. Mấy năm, chỉ ngồi đây không đâu. Chỉ ngồi ổ này thôi. Không, nhưng mà mình ấy thì mình tạo cái ổ khác, mình ngồi đỡ. Đâu, nghĩa là sáng sớm đến ấy. Ở đây trong ví dụ có cái ông đấy, ông đấy. Thì mình lại ra ra ổ mình. Chứ còn bọn em thì em chạy không quá, không ổ. Em biết mình giữ anh câu ở đây rồi, thôi ra chỗ khác đấy. Nhưng có ông kia ông nuôi cũng lâu quá rồi. Ông nuôi của ông ấy thì giả ông ấy cũng được. Đám bèo này là ông kéo vào. Xong ông mua ống mua ít cũng mua chăng. Nuôi cá. Thế trước em xuống đồng giống Tuấn ở đấy em bắt được con nào to không? Chỉ tôm cái chày. Chứ cũng không chạm được con nào to à? Đợt này từ lâu rồi. Kiểu nhiều đợt trước xuống là mình ăn cho. Cũng là mình cho ăn. Đúng rồi. Bây giờ thì ông cho câu 30.000 rồi. Không, các bạn kiểu giờ nhiều mùi nó cá nó về. Lúc trước câu xuống. Cái đám bèo bắt được con chép ở đấy. Chỗ ấy bèo nhiều, chỗ ấy bèo nhiều lắm. Trước đây không tập trung câu lục. Trước đây cắm cần ngâm dưới câu nhiều câu bò. Ngâm câu bò, câu ngâm câu bò. Rảnh rảnh ra ngồi ôm cần. Vèn ở cái đồng đấy cũng to ạ. Vèn với đen cũng to. Đen không bằng lồng ấy. Thế à?
đen thì lồng này em này ông ngồi lồng này, gầm thằng nữa nó ở trong ngay trong nữa nhìn thấy con đen như cái thùng sơn. Ừ. Nếu mà ngồi đầu mũi ngoài kia thế to lắm, xong bắt đầu bơi ngoài nó thở. Ừ. Tôi thấy bóng người nó dẫy chạy nước bạn cứ tuyết ông ngồi đi một kiếp. Ừ. Lồng nhà ông Tuấn thì anh chứng kiến đóng được 3 con thì bắt được 2 mất 1. Lồng này toàn tầm 10 cân. Lồng này với lồng kia nó rất nhiều. À. Nói chung bắt được cá ở cá lồng cũng khó đấy chứ không phải dễ. Cứ tầm nào trên 5 cân bắt khó cực. Vì nó dễ vướng. Tâm này tâm cá chứ. Ừ. Không nhưng phải có bọn cá con thì mới có bọn cá to. Đè sâu đánh thì cái tỷ lệ được cá to cao. Chú đè sâu thì phao em khỏe, các con thì gần như đẻ. Ừ, phao to. Cái cuốn này đẻ cao này, cá vào các con đẻ số nhiều. Ừ. Chú Đoan ngồi bên kia sáng đóng con chép mà không bắt được, tiếc nhỉ. Vừa bắt đóng được con rô phi sao nhỉ? Ừ. À. Không bắt được rồi. Ừ. Chứng tỏ chỗ cái ổ đấy của chú ấy cũng nhiều cá đấy. Chạm. Nhưng cái ổ bé khó bắt nhỉ. Kể cả ở đây cũng thế. Đợt rồi cũng có ông số ông nhấc cái phên thì ông câu. Ừ, nhấc cái phên sẽ sát đấy à? Ừ. Chạm cá to thì có bắt được mấy. Đúng rồi. Chạm cá to gần như cắt hết. Đấy có cái phên đây này, phên này này. Phên này là phên rỡ này. Mấy phên kia. Ừ. Lưới thì bén. Câu khe lồng này được. Nhưng mấy khe gần như 10 con may ra bắt được 1 con. Đúng rồi. Nếu con nào đóng vào mặt cơ thì dễ bắt. Thì đóng vị trí khác khó bắt. Đóng vào mặt cũng thế. Nó chạy nó lao vòng quanh quanh, trừ khi ông đánh tam ba lưỡi quắp thì quắp hết của nó thì bắt được. Ôm chặt hoặc như cái lưỡi kia của em đánh phát ôm chặt luôn. Lưỡi này là lưỡi thứ này đây à? Vâng, đánh phát cả 4 lưỡi ôm luôn. Lưỡi này là lưỡi nó hay ôm à? Vâng, tay nó mềm nó ôm được. Như cái con này với ông đánh ít tay nó tay cứng không ôm. À. Anh chỉ ôm 1-2 lưỡi. Ôm vào thì khả năng nó vướng đồng nó khó đúng không? Thì nó dễ bắt. Lưỡi mà nó ôm hết. À. Càng chạy càng ôm. Thôi ngồi anh đi ra ngoài kia anh tiếp tục xem có chày chưa nhé. Ngày trời nắng này trời nó cũng không ăn mấy. Chắc phải đi làm một ổ lục, thả một ổ lục để đánh này. Trời hôm nay không ăn mấy ra xem này. Xem lòng còn nhiều không? Đi ra kia chơi một lúc rồi. À dính một con rồi. Dính hai con anh em ơi. Ui, bong rồi. Bong mất con rồi. Tiếc thế. Bong con to. Tiếc thật đấy. Ui giời, đây rồi.
Để tạm dừng máy lại đã, để cất cái cá đã. Không có tô ăn tiếc chứ. Nó ăn vãn này. Đây còn mình ngoài mình dùng cái cần đơn đây. Cần đơn 1.5 thôi. Nếu đàn nó vào giữ đánh ngoài. Còn đàn kia nó dính ngoài, dính lưỡi kia là mình nhấc lên là được cá thôi. Gì vậy em? Mắc cả chung kia nữa, chung này cơ bản là cá nó vào thôi. Đây đấy, đây đấy luôn. Tự em chày này khá khá này, dễ khỏe lắm, to giỏ này. Rồi chú biết kia chú được con cá gì rồi. Khá đấy chú ạ. Rô hả chú? Và thế được. Vâng, rô ngon đấy. Vâng, rô ăn dai thịt chú nhỉ? Vâng, cần cân đấy. Vâng. Quả vừa ấy tì đẹp không chú? Tì nhanh nhưng mà nhấm xuống khoảng nửa phân, một phân à? Hai phân cả, hai phân thì chết là chắc rồi. Đóng vào đâu ấy chú? Đóng 3 rưỡi cơ. Được con rô khá phết chú nhỉ. Chú hôm vừa rồi được con 2 cân rưỡi cơ. À. Vâng. Chú đóng quả ấy cần cong tớn, tưởng cá to à chú ạ. Nhìn trông thích. Cá hôm nay là như vậy là cá hôm nay là cắn đấy chú nhỉ. Hôm nay đánh đục này là cắn cái cậu kia, cậu ngồi cậu giật liên tục. Nó hay trượt. Ở đây tao câu tuần rồi. Vâng. Tuần rồi. Vâng. Hôm nay nó đi sớm lắm. Hôm nay đi 6 giờ đã câu rồi. À chú đi sớm đấy à? Tao đi làm đêm về là 6 giờ đi luôn. Vâng. Được đấy chú ạ. Tí nữa thế nào cũng làm vài con to to. Chờ xem cá chảy vào. À chú được ở kia. Cuối năm ngoái đấy. Chú đánh lục được đấy. Năm ngoái nhiều hàng to chứ nhỉ? Đúng rồi, nó phải lũ nhiều cơ thì mới nhiều cá to. Ê, chú bắt được con chấm đen đấy bắt có khó không chú? Chú bắt được con đen đấy có khó không? Nó đóng ở đâu hả chú? À đóng cả chùm mồm thì nó ngoan, rong dễ. À nó cong veo người lại. À vì nó 11 cân cơ mà về ăn ngon lắm chú nhỉ. Thế hôm đấy có người nào hỗ trợ chú không? Không, nào ấy trong ông à vâng. Vâng.
nó chú hôm đấy chú Vê Linh à? Đúng rồi, ngon lắm, khỏe lắm. Và thế ông Độ ông ấy bắt chú hôm đấy chú có chứng kiến không? Đợt bảo ông Độ bắt con cá đấy bắt khó bắt lắm nhỉ chú nhỉ? À đấy. Đấy tưởng tưởng mắc vào thành đồng rồi đúng không ạ? Mắc thật đúng không chú? Cũng mắc thật. Ngoài tàu chạy ồn. Tàu to. Tuyến này chở hàng toàn tàu phú. Giờ hơn 11 giờ. Quý đi ăn cùng chú Đoan ngồi bên kia. Đoan ngồi bè bên kia. Rồi chú Ngọc chú nấu cho ăn. Đi này vui ấy, đi ăn giao lưu. Giờ đi vào thả ổ lục. Thả ổ lục tí thì đi ăn cơm xong về ngồi đánh là vừa. Chú hôm nay câu đến mấy giờ chú? 3 giờ. Vâng. Chú về sớm đấy à? Đêm mẹ đi làm ạ? Tí thả ổ lục chỗ này. Chiều ngồi đây mát. Chiều ngồi đây thì mát lắm chú nhỉ. Hôm nay chú làm vài con về ngon rồi. Kiểu này là dễ được lắm. Vì nó hôm nay cá cắn mạnh này. Ngày nào cũng câu không ăn hết không hết cá. Vâng. Ăn không hết cá thật. Sáng qua tao được 2 con dô mà còn kia được 2 con chép và con dô. Vâng. Cân một con chép 3 lạng. Vâng. Vâng. Dạo này không gặp hàng to này, chỉ gặp hàng nhỏ nhỏ. Vâng. Hàng to là phải ấy cơ, nó phải có nước lũ cơ. Lũ cao, lũ xả lũ thủy điện về ấy, chú nhỉ? Nước lũ là lũ tự nhiên ấy. Nước mưa nhiều. Mưa nhiều nó mới nhiều cá. Đúng rồi, đợt nào phải mưa thật nhiều, năm nay tháng 7 mưa cũng ít chú nhỉ? Bắt đầu mưa tháng còn chả thấy mưa lâu. Vâng. Ô, có cá thật. Cá rồi chú ạ. Dính rồi, dính rồi. Đúng rồi. Dính con bé chú ạ. Nó bé quá, mình cứ tưởng là nó chưa dẫy nhưng mà dẫy rồi. Trong đây có lưỡi. Nó bé mình không nghĩ là dính. Được em thứ ba rồi.
Anh à? Mấy hôm nay chắc được nhiều ngạnh lắm anh nhỉ? Ồ thế hôm qua hôm kia thấy mấy lồng kia cắn mạnh lắm anh ạ. À? Mấy lồng dưới lồng nhà ông Khuê. Hai con thế này là con thứ ba. Rồi, Đạt mang đổ chậu đi. Hôm nay Đạt thấy thế nào? Nhiều nhưng hơi ít. Ít hơn cái lần trước. Lần trước mất điện thoại được nhiều. Đây mang nuôi cái chậu vào đây cho sáng nào ạ. Ăn con nào thì luôn đi. Đây. Trời hôm nay to. Đợt trước có đợt từ 8 con quay video rồi thì lại mất điện thoại người đàn này. Cá chày này nó nhanh chết lắm. Đấy vừa sống nguôi ngoảy luôn đấy. Sống nguôi ngoảy mà bây giờ về trông nó đã chết cứng rồi. Về chỉ 20 phút thôi. Chắc chỉ được 1 cân rồi cậu. Hai con đấy phải hơn cân. Ừ. Hơn cân. Con cầm cân ra 1 cân thử thế nào. Mấy cân bê cả cái ấy lên. Cân thử. Hôm nay mất một con chày nó phải to hơn con này. Nó to hơn như này dính lưỡi rồi mà nó lại bong ra mất. Đạt ạ. Nó đấy cân đưa lên cân đi nào. Đây cân này đây là đang là chưa đủ không cân đưa cái này lên là đúng là không cân là vừa. Mấy cân con? Gần 2 cân. Gần 2 cân. Con chưa bị rán đi. Chưa bị rồi đấy, gần 2 cân. Bốn rồi. Bọn chày gần 1,5 cân rồi vợ. Ừ, chày 1,5 cân à. Thế một con được khoảng tầm 6-7 lạng. Có một con bé. Bỏ con bé ra nè, xem hai con chày bao nhiêu. Cân 2. Thế mỗi con chày là 6 lạng thôi nè. Rồi, thế ok rồi. Lần này có video cá về. Lần trước 8 con vô quay cho Đạt rồi nhỉ. Là cầm cá về mà rơi điện thoại mất. Hôm nay được ít hơn. Đó, hôm nay có cả video luôn ngon đấy. Thôi đi mổ con nào đi.